Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và ngay sau đây, xin mời các bạn cùng đến với bản tin Thiên Viên cười tít mắt khi được fan tổ chức sinh nhật bất ngờ. Tối qua, ngày 26 tây tháng 12, sau khi tham gia lễ trao giải We Chelsea, vừa ra tới khu vực sảnh thì Thiên Viên bất ngờ được fan tổ chức sinh nhật mừng tuổi mới. Đêm qua, Thiên Viên cùng Sơn Tùng, Đông Nhi, Trọng Hiếu, Victor Vũ được vinh danh là những nghệ sĩ đột phá nhất năm 2015. Thiên Viên đã có một năm thành công, nổi lên như một hiện tượng trong làng nhạc Việt Nam. Trong lúc Thiên Viên còn tham dự lễ trao giải, thì bên ngoài sảnh chờ, các fan của cô đã âm thầm chuẩn bị bánh kem và hoa để chúc mừng sinh nhật cô. Tất cả đều được bí mật nên Thiên Viên không hề hay biết. Khi giọng ca Vì Tôi Còn Sống vừa xuất hiện ngoài sảnh, các bạn fan liền chạy đến bao vây, khiến Thiên Viên vô cùng bất ngờ và xúc động. Mọi người cùng hát Happy Birthday mừng Thiên Viên 25 tuổi. Trước tình cảm quá lớn của người hâm mộ dành cho mình, Thiên Viên vô cùng vui sướng và hạnh phúc. Cô cho biết khán giả chính là niềm động lực để cô bước tiếp trên con đường âm nhạc. Thiên Viên ước nguyện và thổi nến trong sự cổ vũ của người hâm mộ. Cô nàng có những biểu cảm đáng yêu khi cầm bánh kem. Vì quá hạnh phúc nên nữ ca sĩ cười tít mắt vô cùng dễ thương. Đây có lẽ là sinh nhật vô cùng đáng nhớ của Thiên Viên. Cô còn nhiệt tình ký tặng người hâm mộ. Tranh thủ mượn lưng của một bạn nhỏ làm điểm tựa để ký. Sự thân thiện của Thiên Viên gây được thiện cảm với nhiều người. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấn đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.